Cảm ơn Bray đã mang cái tempo challenge để mình có thể nói hết những cảm xúc của mình. Cảm ơn Bray rất nhiều. DMC Family Production. Tao mà chồng được 7 tuổi, ba tao nhắm mắt ra đi. Má tao đã khóc rất nhiều, sợ khi tao lớn sẽ không ra gì. Thời gian hắn đã trôi qua, tao bây giờ đã trưởng thành. Tao mong con đường tao đi qua, tao mong nó đừng có tối quá. Thằng bạn thân của tao nó cũng vậy, ba nó mất và giờ nó đã không ra gì. Nó là người làm tao phải suy nghĩ, rồi vượt qua cái khó thì mày mới trưởng thành. Còn đi chung với sóng gió, mày bây giờ đã hết đường tránh. Tao không thể giúp tao mà tội lỗi, tao không thể trở thành một kẻ xấu. Tao không thể cầu nguyện mỗi tối, tao không thể không biết tao về đâu. Tao xem ba tao là biển rộng, tao xem ba tao là trời cao. Rồi một bay cơ xa biển rộng, chiếc thuyền nhỏ bé sẽ tăng hơi sao. Dù cuộc đời nó có thấp có cao, careful your world, just walking slow down. Nobody can help, you don't run faster, if you want for back, how to know how.